Chào các em, tiếp tục giờ học trước. Giờ học hôm nay chúng ta đến với bài học số 14 của phần toán học dày dạng, bài học về bài toán cây khung. Nội dung của bài học gồm 4 nội dung chính. Nội dung thứ nhất là khái niệm mô hình dữ liệu cây. Nội dung thứ hai là các tính chất của cây. Nội dung thứ ba là cây khung của đồ thị. Và nội dung thứ tư là thuật toán tìm cây khung nhỏ nhất, bao gồm hai thuật toán, đó là thuật toán Krutkan và thuật toán Prim. Trong đó, ở giờ học này, chúng ta tập trung vào thuật toán thứ nhất, đó là thuật toán Krutkan. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng nội dung. Chúng ta vào nội dung thứ nhất là khái niệm mô hình dữ liệu cây. Có thể nói mô hình dữ liệu cây là một cái mô hình có khá nhiều ứng dụng trong thực tế và nó hay được sử dụng trong tin học. Đây là một cái mô hình mà được đưa ra bởi nhà toán học người Anh có tên là Cây Lây, đưa ra năm 1857. Khi ông dùng mô hình này để xác định các dạng khác nhau của hợp chất hóa học. Ngoài ra thì mô hình này còn được sử dụng trong rất nhiều các ứng dụng khác, chẳng hạn như sử dụng nó để định vị các phần tử trong danh sách hay là sử dụng nó để thiết kế một cái hệ thống mạng máy tính với chi phí là thấp nhất vân Vậy mô hình dữ liệu cây là gì? Chúng ta có thể hiểu một cách ngắn gọn, mô hình dữ liệu cây là một cái mô hình đồ thị vô hướng, liên thông và không chứa chu trình. Giả sử chúng ta có một cái đồ thị G1 như này. Đồ thị này gồm có 6 đỉnh và 5 cạnh. Và quan sát đồ thị chúng ta thấy đồ thị này là một cái đồ thị vô hướng liên thông, tức là giữa hai đỉnh bất kỳ luôn luôn tồn tại đường đi giữa chúng với nhau. Thế tuy nhiên thì đồ thị này không có chu trình, tức là không thể xuất phát từ một cái đỉnh ta đi qua các đỉnh khác rồi lại quay trở về đỉnh ban đầu thì không tồn tại cái chu trình như vậy. Cho nên đây là một cái đồ thị vô hướng, liên thông, không chứa chu trình, nó chính là mô hình cây. Ở chúng ta quan sát cái đồ thị thứ 2, G2. Đây cũng là đồ thị vô hướng À, lấy từ cái đồ thị G1 nhưng bằng cách là ta bổ sung thêm một cạnh là cạnh 36 vào thì chúng ta thấy rằng là trong cái đồ thị này có một cái chu trình là xuất phát từ 3 ta đi sang 1 này từ 1 sang 2 2 sang 6 và 6 sang 3 nó có một cái chu trình trong cái đồ thị G2 này cho nên là cái mô hình dữ liệu này không được gọi là mô hình cây thế và trong mô hình dữ liệu đồ thị trong mô hình dữ liệu cây thì chúng ta còn có một số khái niệm về đỉnh ở trên cái mô hình đó à, chúng ta có một cái khái niệm thứ nhất ý, đó là cái khái niệm về nút gốc à, cây thì có một nút gốc cái nút gốc là cái nút mà không có cha và có các con thế và chúng ta thấy là cái nút gốc là nút 1 này nó có các con tương ứng là nút 2 nút 3 và nút 4 đấy là các con của nó thế và nút 2 thì có cha là nút 1 nút 3 cũng vậy nút 4 cũng vậy đều có cha là nút 1 Thế là với cái nút mà không có con thì người ta gọi đấy là nút lá, ví dụ nút 3, nút 4, nút 5, nút 6. Đây là những cái nút mà không có con thì người ta gọi đấy là nút lá. Thế còn cái nút mà có cha là định 1 và có con là định 5, định 6 ở đây. Đó chính là cái nút 2 này. Người ta gọi là nút trong. Đấy, như vậy rằng là đối cả mô hình như cây thì chúng ta có khái niệm là nút gốc này, nút trong này trên cơ sở khái niệm về mô hình dữ liệu cây này chúng ta đi vào một cái định lý về sáu mệnh đề tương đương ở trên mô hình dữ liệu cây trong định lý này chúng ta có một cái mệnh đề thứ nhất ta gọi t là một mô hình dữ liệu cây thì từ mô hình dữ liệu này từ mệnh đề này thì chúng ta suy ra được cái mệnh đề thứ hai là t không có chu trình và có n một cạnh Điều đó là đương nhiên rồi, đúng không? Từ bởi vì là đối với cây thì bao giờ cũng làm cái đồ thị vô hướng liên thông và không có chu trình, cho nên nó chắc chắn là không có chu trình và có n trở một cạnh. Và từ mệnh đề 2 thì ta suy ra mệnh đề thứ ba, đó là một cái đồ thị liên thông và có n chỉ một cạnh. Từ mệnh đề 3 thì ta suy ra mệnh đề 4 là t liên thông và mỗi cạnh của nó đều là cầu. Một cạnh được gọi là cầu nếu như ta bỏ cạnh đó đi thì nó sẽ tạo ra các cái thành phần liên thông khác nhau thì đấy gọi là cầu à, ví dụ giả sử như là chúng ta bỏ cạnh trong cái đồ thị g1 này chúng ta bỏ cạnh 12 đi thì chúng ta thấy nó sẽ tạo ra hai cái thành phần liên thông cái thành phần thứ nhất gồm có các đỉnh 134 thành phần thứ hai 2 là 24 256 thế và nếu lấy hai đỉnh ở hai cái thành phần này thì thấy rằng là không tồn tại cái đường đi giữa chúng với nhau như vậy chúng ta thấy rằng là mọi cạnh ở trên cái mô hình dữ liệu cây thì đều là cầu. Tức là bỏ nó đi thì sẽ tạo ra các thành phần liên thông khác nhau. Thế và từ 4 thì ta suy ra 5 là hai điểm bất kỳ, hai điểm bất kỳ của cây T sẽ được nối với nhau bởi đúng một đường đi đơn. Chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta xuất phát từ đỉnh 1, chúng ta hoàn toàn có thể đi đến đỉnh 6 hay bất kỳ một cái đỉnh nào khác bằng một cái đường đi đơn. Đường đi đơn ý. ở đây chúng ta thấy là đường đi từ nhà từ 1 đến 2 rồi từ, từ 2 đến 6. Đó là cái đường đi mà chỉ đi qua các đỉnh mỗi đỉnh đúng một lần thôi đấy gọi là đường đi đơn thế và từ mệnh đề 5 thì ta hoàn toàn có thể suy ra mệnh đề 6 mệnh đề 6 là phát biểu là T không chứa chu trình nhưng nếu thêm vào một cạnh nối hai đỉnh không kể nhau thì xuất hiện duy nhất một chu trình à, ví dụ này giả sử như là trên cái đồ thị G1 này chúng ta thấy từ đỉnh 3 ta hoàn toàn có thể đi đến đỉnh 6 bằng một cái đường đi đơn nhưng mà nếu mà ta bổ sung thêm một cạnh cho hai đỉnh không kể nhau, tức là hai hai đỉnh mà chưa nối với nhau bằng một cạnh nào cả. Ta bổ sung thêm cạnh 63 này thì chúng ta thấy nó sẽ tạo ra một cái chu trình. Bởi vì sao ạ? Bởi vì từ 3 nếu như chưa bổ sung vào một cạnh 36 thì chúng ta thấy chúng ta đi từ 3 sang 6 bằng cách là ta đi sang 1, sang 2, sang 6. Chúng ta đã có một cái đường đi rồi. Nhưng sau khi ta bổ sung thêm cạnh 36 vào thì tức là cái việc ta đi từ 3 sang 6 ta có hai đường đi đường đi là đường đi gốc ban đầu đường đi thứ hai đường đi từ 3 tháng 6 đi trực tiếp từ 3 sang 6 bằng cái cạnh bổ sung vào thế như vậy rằng là chúng ta đã tạo ra một cái đường đi tạo ra một hai cái đường đi giữa hai đỉnh khác nhau Đấy. và nó đương nhiên cái việc đó là tạo thành một cái chu trình và từ mệnh đề 6 này thì chúng ta hoàn toàn có thể suy ra được cái mệnh đề 1 T là một cây ta hoàn toàn suy ra Thế và 6 mệnh đề này người ta gọi là 6 mệnh đề tương đương Tại sao gọi là tương đương? Bởi vì từ 1 thì ta hoàn toàn suy ra 2 và từ 2 ra 3, từ 3 sang 4, từ 4 sang 5, từ 5 sang 6 và từ 6 sang 1. Cho nên đây được gọi là bệnh trẻ tương đương. Thế và trên cơ sở khái niệm về mô hình dữ liệu cây, chúng ta đi vào cái khái niệm tiếp theo gọi là khái niệm về cây khung của đồ thị. Ta cho một cái đồ thị G gồm có tập đỉnh V và tập cạnh E. Nếu như ta xây dựng một cái mô hình dữ liệu cây và cái việc xây dựng mô hình dữ liệu cây này với cái tập đỉnh được lấy từ tập đỉnh của đồ thị G. Và tập cạnh cũng được rút trích từ cái tập cạnh của đồ thị G. Thì cái mô hình dữ liệu mà ta xây dựng đó được gọi là cây khung của đồ thị G. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng là đây là một cái đồ thị mà có tập đỉnh. Chính là tập đỉnh của đồ thị ban đầu. Và tập cạnh thì được rút trích từ cái tập cạnh của đồ thị ban đầu. Và được tổ chức dưới dạng là mô hình dữ liệu cây thì đấy được gọi là cây không Ta lấy ví dụ như này. Giả sử ta có một cái đồ thị G gồm có 5 đỉnh T1, T2, T3, T4, T5. Thế và ta xây dựng một cái cây T1. Cây T1 này cũng có 5 đỉnh được lấy từ tập đỉnh của đồ thị G và ta lấy ra bốn cạnh ta lấy ra bốn cạnh với một cái đồ thị với một, cái mô hình dữ liệu cây mà có 5 đỉnh thì cây đó sẽ có bốn cạnh Đã, ta lấy ra bốn cạnh từ cái đồ thị g này thì lúc đó chúng ta sẽ thu được một cái cây t 1 được gọi là cây khung của đồ thị g thế nhưng bây giờ ta lại lấy ra ta lại xây dựng một cái cây t 2 trong đó cây t 2 này có 3 cạnh V2V4, V2V5, V2V3 lấy ra từ cái đồ thị G. Thế nhưng mà ta lại có cái cạnh là V3V1. Thì chúng ta thấy T2 của chúng ta cũng là một cây. Nó cũng là một cái mô hình dữ liệu phân cấp được tổ chức dưới dạng cây. Thế nhưng đây không phải là cây khung của đồ thị G. Bởi vì cái cạnh V3V1 không phải là cạnh của G. Cho nên T2 không được coi là cây khung của đồ thị G. Đấy, như vậy chúng ta hiểu cây khung là gì? Cây khung của đồ thị nó chính là một cái cây mà có tập đỉnh là tập đỉnh của đồ thị còn tập cạnh được lấy ra từ tập cạnh của đồ thị thì cây như vậy được gọi là cây khung của đồ thị. Thế trên cơ sở khái niệm về cây khung của đồ thị chúng ta sẽ đi vào thuật toán trên cái mô hình dữ liệu cây khung của đồ thị. Đây cũng chính là một số các cái thuật toán mà có nhiều ứng dụng trong các cái bài toán thực tế khi được tổ chức dưới dạng là một cái mô hình dữ liệu phân cấp hay là mô hình dữ liệu cây. Vậy thì bài toán tìm cây khung thì chúng ta có một số các cái bài toán ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng các cái thuật toán tìm kiếm theo chiều rộng hay chiều sâu để đi tìm cây khung từ một cái đồ thị cho trước hay như là có một số cái bài toán như là tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị chẳng hạn như là chúng ta có cái bài toán là hệ à, một cái hệ thống mạng máy tính có n cái máy chạm và giả thiết rằng là từ bất kỳ một cái cặp máy chạm nào để có thể liên thông với nhau để có thể chuyển tin được với nhau thế và nhiệm vụ của ta là cần phải xây dựng một cái hệ thống mạng đó để làm sao cho cái tổng chi phí xây dựng nó là nhỏ nhất thế đấy chính là cái bài toán cây khung nhỏ nhất thế và về mô hình toán học thì chúng ta có thể hiểu như sau à, cho một cái đồ thị G gồm có tập đỉnh V và tập cạnh E. Đây là một cái đồ thị vô hướng. Và cái đồ thị này thì ta giả thiết rằng là ta biểu diễn đó bằng một cái ma trận trọng số đi, ma trận trọng số C. Thế và yêu cầu của bài toán đặt ra là cần phải tìm một cái cây khung kê của cái đồ thị G đó để làm sao cho cái trọng số của cái cây khung đó nó là nhỏ nhất. Thì đấy chính là cái bài toán về cây khung nhỏ nhất. Thế và cái việc mà tìm cây khung nhỏ nhất thì người ta thực hiện theo ba cái bước hay là ba cái nguyên tắc như sau. Thứ nhất là chúng ta phải xây dựng cái tập cạnh của cái khung xuất phát là từ một cái tập rỗng. Đấy, quy tắc thứ nhất. Thứ hai là ở mỗi bước lạc, tức là chúng ta thực hiện một cái quá trình lạc. Và ở mỗi bước lạc là ta sẽ chọn ra một cạnh mà có trọng số bé nhất. Và ta cứ thực hiện cái quá trình này cho tới khi nào mà ta chọn đủ n trừ một cạnh thì ta dừng thuật toán tại đó. Đây chính là cái nguyên tắc để chúng ta xây dựng cái cây khung nhỏ nhất. Và đấy chính là cái nguyên tắc là dựa theo cái kỹ thuật của phương pháp mà đi hay còn gọi là kỹ thuật tham lam. Thế trên cơ sở nguyên tắc này, chúng ta đi vào cái thuật toán Kruskal. Thế cái thuật toán Kruskal là cái thuật toán do Kruskal đưa ra vào năm 1956. Ý tưởng của thuật toán là dựa trên cái kỹ thuật tham lam. Thuật toán được thực hiện bằng cách là chọn các cạnh có trọng số nhỏ nhất của đồ học thị để đưa vào cây khung. Sau đó là lần lượt ghép thêm các cạnh của cây khung là chúng ta đưa vào. Và những cạnh nào ấy, mà có trọng số tối thiểu, đồng thời không tạo ra chu trình trong cái cây khung mà ta đang xây dựng. Và cái quá trình này sẽ dừng lại khi mà ta chọn đủ n chữ 1 cạnh. Thì ta dừng tập toàn tại đó. Thế tại sao lại là n chữ 1 cạnh? Bởi vì chúng ta biết rằng là đối với cả một cái cây khung của mà có n đỉnh thì nó chỉ có là n chữ 1 cạnh thôi. Điều đó được thể hiện ở 6 mệnh đề tương đương mà trong cái slide trước chúng ta đã biết. Thế nội dung của thuật toán của đốt can thì chúng ta thực hiện qua ba cái bước như sau. Bước thứ nhất là chúng ta sắp xếp các cạnh của đồ thị G theo thứ tự tăng dần của trọng số. Sau đó là chúng ta thực hiện là chọn các cạnh có trọng số nhỏ nhất để đưa vào tập cạnh. Như vậy là chúng ta từng bước dần dần từng bước để xây dựng cái tập cạnh. Sau đó là chúng ta lần lượt trên cơ sở cái danh sách mà chúng ta đã có chúng ta sẽ lần lượt ghép thêm vào cái tập cạnh chúng ta xây dựng đối với cả các cạnh mà có trọng số nhỏ nhất và không tạo thành chu trình với các cạnh mà đã có trong cái đồ thị ET mà chúng ta đang ghép và cái quá trình này cứ làm đi làm lại cho tới khi nào mà chúng ta đủ n trừ một cạnh thì chúng ta sẽ thu được cái cây khung nhỏ nhất của cái đồ thị. Thế đây là ba cái bước làm của thuật toán Kruskal. Thế và dạng cài đặt của thuật Toán cửa rút can có thể hiểu như sau: à, chúng ta xây dựng một cái hàm cửa rút can với đầu vào là một cái đồ thị đồ thị g. Thế thì ban đầu thì xuất phát là tập cạnh cái khung của ta là tập cạnh rỗng. À. Sau đó là chúng ta thực hiện cái quá trình lặp. Quá trình lặp này nó còn lặp khi mà chưa đủ n trừ một cạnh. À. Chưa đủ n trừ một cạnh thì chúng ta còn lặp. Thế và ở độ mũi lần lặp thì ta chọn ra một cái cạnh mà có độ dài nhỏ nhất. Sau đó là chúng ta kết nạp nó vào tập cạnh của cây khung. Thế trong trường hợp mà nếu như khi chúng ta kết nạp vào ấy, mà không tạo thành chu trình thì chúng ta chấp nhận cái điều đó. Còn trong trường hợp mà nó tạo thành chu trình thì chúng ta loại bỏ nó đi, không chấp nhận. Thế còn trong trường hợp mà chúng ta đưa ra một cái cây mô hình dữ liệu cây mà số cạnh của nó lại nhỏ hơn n 1 tức là không số cạnh của nó không bằng được n 1 thì chứng chứng tỏ rằng là cái đồ thị mà chúng ta đưa ra để cho cho cái việc mà chúng ta tìm cái khung là cái đồ thị không liên thông. Thế cho đồ thị không liên thông thì đương nhiên là số cạnh của cây cây mà chúng ta đưa tìm ra được ấy, nó sẽ số nó sẽ có số cạnh là nhỏ hơn n 1 Đấy, thế còn trong trường hợp mà nếu như đồ thị của ta liên thông thì chắc chắn số cạnh của ta sẽ là n một cạnh. Để hiểu rõ về cái thuật toán can này thì chúng ta xét một cái ví dụ như sau. Giả sử chúng ta có một cái đồ thị gồm có 8 đỉnh. Và lần lượt có các trọng số cho các cạnh tương ứng. Cụ thể ở đây là chúng ta sẽ có 15 cạnh. Chúng ta sắp xếp 15 cạnh này theo thứ tự tăng dần của trọng số dần. À, đầu tiên cạnh đầu tiên có trọng số thấp nhất là cạnh 18, sau đó đến cạnh thứ hai là cạnh 28 có trọng số là 3, vân vân. Chúng ta cứ sắp xếp theo tăng dần. Sau đó là chúng ta thực hiện cái quá trình chúng ta kết nạp nó vào cây khung. Đầu tiên là ta chọn ra cạnh có trọng số nhỏ nhất là cạnh 18. Sau đó chúng ta chọn tiếp cạnh 28 có trọng số bằng 3. Tiếp theo chúng ta chọn cái cạnh là 13 chúng ta đưa vào cái khung. Tiếp theo nữa là chúng ta chọn ra cạnh 12 chúng ta đưa vào cái khung. Thế nhưng tuy nhiên khi chúng ta đưa cạnh 12 vào cái khung chúng ta thấy rằng nó tạo ra một cái chu trình là 1821. Đấy. Cho nên là chúng ta không thể đưa cạnh 12 vào, chúng ta lại bỏ đi. Chúng ta tiếp tục đưa cạnh 36 vào. Đấy. sau cạnh 12 là cạnh 36. tiếp tục chúng ta đưa cạnh 38. Thế khi chúng ta đưa cạnh 38 vào ấy, thì chúng ta thấy nó tạo thành chu trình. Cho nên là cạnh này không chấp nhận được, loại bỏ ngay. Chúng ta đưa cạnh 68. Thế đưa cạnh 68 vào thì chúng ta thấy nó tạo thành chu trình là 68136. Cho nên là chúng ta cũng không chấp nhận cạnh 68. Chúng ta đưa cạnh 67 vào. À, cạnh 67. Được. Đấy. Tiếp tục chúng ta đưa cạnh 58. Tiếp tục chúng ta đưa cạnh 48. Còn ta. Đến đây chúng ta thu được tổng cộng là số cạnh là bao nhiêu rồi ạ? Chúng ta nhìn thấy cây khung của ta là có 8 đỉnh, nó chỉ có 7 cạnh thôi. Đến đây chúng ta thấy rằng là chúng ta đã thu được cái cây mà đã có 7 cạnh rồi. Cho nên là chúng ta dừng thuật toán tại đây. Và các cạnh 24, 56, 54, 47, 57 là không xét nữa. Bởi vì chúng ta đủ N 1 cạnh rồi, cho nên chúng ta dừng thuật toán tại đây. Thế cho đây là một cái ví dụ để chúng ta hiểu được cái quá trình thực hiện từng bước làm theo cái thuật toán Kruskal. Như vậy trong giờ học này chúng ta cần nắm được những vấn đề cốt yếu như sau. Thứ nhất là chúng ta cần phải nắm được các cái khái niệm về mô hình dữ liệu cây. Khái niệm thế nào là nút gốc, thế nào là nút trong, thế nào nút lá. Và nắm được 6 tính chất cơ bản của cây thể hiện ở cái định lý 6 bình đề tương đương. Và nắm được khái niệm về cây khung của đồ thị. Và hiểu được bài toán tìm cây khung cực tiểu và ứng dụng của nó trong một số ứng dụng đặc, cụ thể về việc tìm cây không nhỏ nhất hay là gọi là cây không cực tiểu và để tìm lời giải cho bài toán cây không nhỏ nhất ở trong giờ này chúng ta cần phải nắm được cái tư tưởng của thuật toán của can cũng như là thuật toán của can để từ đó có thể áp dụng vận dụng nó vào trong một số các cái bài toán thực tế ở các cái mô hình bài toán khác nhau dẫn về chung một cái mô hình toán học là bài toán cây không nhỏ nhất. Thế giờ học của chúng ta tạm dừng tại đây. Trong giờ học sau, chúng ta sẽ tiếp tục với thuật toán Prim để tìm cây khung nhỏ nhất. Chào các em, hẹn gặp lại các em trong các giờ phần sau.